Những tiết lộ gây chấn động từ PR London Clyde về danh tính thật của cha đẻ Bitcoin Satoshi Nakamoto đã tiếp tục khiến cộng đồng xôn xao. Liệu bí ẩn kéo dài cả thập kỷ này sẽ được hé lộ tại London, hay tất cả chỉ là một chiêu trò truyền thông khác? Đồng thời, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động khi Micro Territory, dẫn đầu bởi Michael Saylor, công bố lợi nhuận quý 3 đầy thách thức, kéo giá cổ phiếu công ty lao dốc. Trong khi Binance lại mở ra một tuần lễ blockchain rực rỡ tại Dubai, với sự xuất hiện lần đầu tiên của cựu CEO Chan Benzao sau khi ra tù, cùng những hứa hẹn mới cho không gian Web3. Bên kia lục địa, Nga cân nhắc lệnh cấm khai thác Bitcoin ở một số khu vực do khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, Pinetwork, với nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ từ Bitcoin Team, sự kiện BFest 2024 đã thu hút hàng loạt pioneer toàn cầu, tiếp tục tạo nên làn sóng sôi động trong hệ sinh thái Pi. Mời quý vị khởi động ngày mới cùng 5 phút Crypto, nơi cập nhật nhanh chóng những diễn biến nóng sốt nhất của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Giữa làn sóng tranh cãi không ngừng về danh tính của cha đẻ Bitcoin Satoshi Nakamoto, PR London Live đã gây sốc khi tuyên bố sẽ tiết lộ danh tính pháp lý của nhân vật quyền thoại này tại sự kiện Bit Satoshi ở Paddington, London vào ngày hôm qua. Bằng tuyên bố đầy ẩn ý, thử nghiệm đã kết thúc và đây là lúc thực sự cần được phơi bày. PR London Live khơi dậy vô số đồn đoán, đặc biệt khi đưa ra trích dẫn được cho là của chính Satoshi. Đã đến lúc tôi bước ra ánh sáng, thế giới xứng đáng biết sự thật. Những lời này lập tức khiến cộng đồng crypto xôn xao, nhưng lại bị đặt nghi vấn về tính xác thực. Thêm phần nghi vấn, Runlight Club, nơi dự kiến tổ chức sự kiện, lại không hề công bố bất kỳ lịch trình nào liên quan đến Satoshi, làm dấy lên nghi ngờ đây chỉ là một chiêu trò câu view. Đáng chú ý, tại buổi họp báo, người tự xưng là Satoshi, ông Stephen Molas, vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào, dù tự nhận là một nhà kinh tế học và chuyên gia tiền tệ. Khi được yêu cầu di chuyển BTC từ những khối đầu tiên, ông Molas hứa hẹn sẽ làm điều đó trong vài tháng tới, càng làm cộng đồng thêm hoài nghi. Micro Territory vừa công bố kết quả lợi nhuận quý 3, ghi nhận mức giảm 5,9% của cổ phiếu khi doanh thu không đạt kỳ vọng thị trường. Doanh thu phần mềm đạt 116,1 triệu đô la, thấp hơn 5,22% so với dự báo, trong khi lợi nhuận từ BTC đạt 5,1%, với tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 70,4%. CEO Michael Saylor so sánh hiệu suất của Micro Territory với các tên tuổi lớn như Nvidia và Tesla, khẳng định rằng công ty đã đạt mức tăng trưởng 1.989% kể từ tháng 8 năm 2020, vượt xa cả Nvidia. Saylor cũng nhấn mạnh rằng, với tầm nhìn chiến lược và sách hướng dẫn rõ ràng, Micro Territory là biểu tượng cho sự chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực vốn. Ngoài ra, công ty cũng thông báo kế hoạch huy động 42 tỷ đô la trong 3 năm tới để mở rộng dự trữ BTC. Nhà kinh tế học Timothy Peterson cảnh báo, giá cổ phiếu Micro Territory có thể đối diện với thách thức lớn nếu BTC giảm giá sau bầu cử. Trong khi cũng nhận định, nếu BTC phá đỉnh, cổ phiếu Micro Territory sẽ được hưởng lợi mạnh mẽ, là kênh đầu tư thay thế đầy tiềm năng. Tuần lễ Blockchain Binance 2024 đã chính thức khai mạc vào ngày 30 tháng 10 tại Coca-Cola Arena, Dubai. Quy tụ đông đảo người yêu thích crypto, các nhà lãnh đạo ngành và những nhà đổi mới công nghệ hàng đầu. Đáng chú ý, sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Chan Benzao, nhà sáng lập Binance, xuất hiện công khai sau thời gian bị giam giữ. Mặc dù không có kế hoạch trở lại vai trò CEO, Zhao đã chia sẻ về những mục tiêu sắp tới của mình, bao gồm việc hỗ trợ giáo dục qua dự án Kid Girl Academy, hướng tới 1 tỷ người tiếp cận thông tin và tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực crypto, AI và công nghệ sinh học. Ông tin rằng năm 2025 sẽ là cột mốc tích cực cho BTC, dựa trên lịch sử phát triển của nó sau các đợt halving. Cũng tại sự kiện, đồng sáng lập Yahi tiết lộ tầm nhìn biến Binance thành Google của Web3, với sứ mệnh đưa crypto đến tay 1 tỷ người dùng và cam kết tăng cường tính minh bạch, thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi. Duy nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong ngành crypto và ca ngợi Dubai vì đã tích cực hỗ trợ đổi mới Web3. Các cuộc hội thảo cũng thảo luận sâu sắc về vai trò của trí tuệ nhân tạo AI trong Web3. Theo các chuyên gia, AI có thể tạo đột phá nhưng cũng có nguy cơ đe dọa tính phi tập trung nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Một báo cáo từ TASS đã chỉ ra rằng Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Yevgeny Rybchak cho biết Nga đang xem xét lệnh cấm khai thác PTC và tiền điện tử tại một số khu vực do tình trạng thiếu điện ngày càng nghiêm trọng. Rybchak nhấn mạnh rằng quyết định này nhằm bảo vệ nguồn năng lượng cho nhu cầu thiết yếu, nhất là ở những vùng như Viễn Đông và Nam Siberia, nơi cơ sở hạ tầng năng lượng còn hạn chế. Các hoạt động khai thác tiền điện tử tại đây đã gây áp lực nặng nề, dẫn đến tình trạng mất điện. Hiện nay, khai thác tiền điện tử đã hợp pháp tại Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin thông qua luật vào tháng 8. Tuy nhiên, luật này yêu cầu các thợ đào phải đăng ký và tuân theo các giới hạn năng lượng. Gần đây, Nga cũng đã ban hành quy định mới về doanh thu từ tiền điện tử, trao quyền cho chính phủ ngăn chặn hoạt động khai thác tại các khu vực có nguy cơ cao. Trong bối cảnh thế giới đối mặt khủng hoảng năng lượng, tiêu thụ điện cho khai thác tiền điện tử đang gây lo ngại. Các công ty năng lượng cảnh báo rằng điều này có thể làm biến động giá điện, gây áp lực lên nguồn cung, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Vài ngày trở lại đây, Picotim đã thể hiện sự tập trung cao độ và tích cực hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng X, để quảng bá cho sự kiện BeFest 2024. Từ khi công bố khai mạc, đội ngũ dự án không ngừng đưa ra các thông điệp nhằm kêu gọi cộng đồng pioneer và các thương gia tham gia sôi nổi, biến sự kiện này thành một sân chơi thương mại đáng chú ý. Mới đây nhất, vào khuya ngày 1 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Picotim tiếp tục phát đi một nhắc nhở quan trọng cho các thương gia đã sẵn sàng bán hàng qua BeFest, rằng họ cần chuyển đổi thẻ người bán trên DApp Map Oppy sang người bán đang hoạt động trong phần cài đặt nâng cao. Động thái này không chỉ thể hiện sự chuẩn bị chu đáo mà còn cho thấy quyết tâm tạo ra một trải nghiệm người dùng hoàn thiện và liền mạch cho sự kiện. Ngoài ra, Picotim cũng tích cực kêu gọi các pioneer chia sẻ cảm nghĩ và tham gia các thử thách thú vị trong khuôn khổ BeFest. Đây là cơ hội để cộng đồng gắn kết và cùng khám phá các bước tiến mới trong hệ sinh thái Pi. Kéo dài từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, BeFest đang gây bão với số lượng người tham gia ngày càng tăng, tạo đà phát triển và lan tỏa giá trị của Picoin trước thềm Open Mainnet. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. CryptoLetVN hy vọng nhận được sự góp ý từ các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. CryptoLetVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.